chào cô bác quý anh chị ạ. Thì tiếp tục theo hành trình con mũi của mình, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái con đò nhỏ để qua tỉnh Tiền Giang. Và một cái con đường hẻm như thế này, hôm nay Bùi Hồ sẽ tìm đến một cái chú vô cùng đặc biệt mà Bùi Hồ muốn giới thiệu. Cái bước hành trình con mũi của mình, Bùi Hồ hôm nay tìm đến một cái nhân vật rất là đặc biệt trong cái câu chuyện của Bùi Hồ. Đó là anh Tùng, người mà có biệt danh gọi là vua khỉ, có một cái tài năng đặc biệt đốn cây. Và để biết thêm như thế nào thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ cùng cô bác với anh chị xem cái khả năng đốn cây phi thường của anh Tùng. Anh Tùng làm cái nghề đốn này được năm nay là được bao nhiêu năm rồi? 27 năm rồi. 27 năm hả? Ừ. Anh nói là 50 năm mấy? 52 hả? Nhiêu tuổi hả? Dạ. 50. 50. Vậy là 23 tay tuổi là anh đã đốn rồi. Ừ. Thì đốn hồi năm 1993. Dạ. Cô bác quý anh chị, có lẽ là Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem anh Tùng sẽ cưa những cái cây mà coi như ở đây là một cái phần mộ của một gia đình. Trong việc cưa cây á thì những người thợ cưa họ luôn kiên kỵ với lại những nơi mà có đặc biệt là tâm linh. Và trước khi cưa thì những cây cổ thụ thì những người thợ cưa cây mà cái lễ xin keo hoặc là những cái điều gì đó cho nó buổi cưa đó nó được thuận tiện hơn. Thì đây là một những nơi phần mộ, thì không biết anh Tùng có làm một cái khấn giá gì hay không, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ trao đổi với anh Tùng trước khi mà mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì mong là cái thước phim này lên nó sẽ góp phần cho cô bác quý anh chị có một giây phút thư giãn nào đó trong những ngày lao động mệt mỏi. Cô bác quý anh chị thì có thể nhận thấy rằng là ở đây nó có rất là có ba ngôi mộ mà ở bên kia có hai cây núm nữa kìa. Cái đó làm bằng xi măng nó rất là dễ vỡ. Việc mà mình đưa những cái cây, những cái nhánh cây nó xuống cái phần đất như thế này mà mình nó không được an toàn á thì nó dễ gây những cái miếng gạch nó dễ thì mình thấy đây cũng là điều khá đặc biệt nên quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Ở đây có tổng cộng là ba ngôi mộ lớn. Một ngôi mộ em bé hả? Nhỏ hả? Ở đây bốn góc thì có bốn cái lu nước nè. Anh Tùng, cái việc cưa ở đây nó có đối với mình nó có dễ đưa những cái nhánh cây xuống không anh Tùng? Cũng dễ, tại vì cái này cái mấy nhánh nhỏ nhỏ đó, dạ. Mình phải cắt mình bỏ nhìn nhẹ xuống nó không sao, dạ. Bỏ nhẹ xuống đó, ra tôi bò ra thiệt là nhỏ ngoài đó, cắt nhỏ xuống, ừ. Rồi cái vô trong đó cái thân đó mình cắt là mình dục ngược vô cái gốc. Ừ. Anh nắm luôn, một tay cầm cưa tay nắm luôn. Đây là khó luôn mà mọi người xem nàng hầu thấy không? Ừ, anh hướng. Diện tích rất là nhỏ. Ở đây có những cái nè, cần thấy bốn luồng nước không? Bốn luồng nước to như vậy, bao quanh xung quanh bao ngôi mộ. Cái việc mà anh Tùng mà đi những cái nơi đó, mà đầy gãy sự tâm linh đó, là đối với anh Tùng là việc bình thường. Và trong đó thì anh Tùng có vẻ là đang xin phép. Thì mình đến đây cũng phải xin phép luôn đi nha. Cho tụi mình xin phép. Nãy anh phải vô xin phép. Chào cao mâm cổ mà. Dạ. Để ra. Dạ, mình xin phép trước nha anh Tùng ha. Hôm nay thì chuẩn bị leo lên ha anh. Cái tay quấn vào cái cưa và leo như thế đó kìa. Anh hớn một mình không bao giờ cầm được cái cưa đó đâu. Dễ gì cầm, nội leo không còn leo không được nữa, nó chi mà cầm cái cưa. Thank you.
chắc có lẽ là cần anh chia sẻ thêm với anh Tùng. Việc mà cưa cây á, thì đối với những người mà gặp những cái cây lớn, người ta gọi ở trong nhân gian, người ta gọi là cây bà dựa, ông dựa hay như thế nào, hoặc là những cái cây mà tâm linh, thì đối với anh nó có gây khó khăn gì cho anh không? Nó là nói chung cái gì mình tao nói biết thì đỡ, với mình cũng phải nể nang thôi chút. Chứ có cái là mình hồi xưa là lúc trước có học bên cái võ thần quyền á, là mình cũng có cảm ngộ được những cái cảnh giới tối cao ở trên á, rồi cho nên là cái thế giới tâm linh á, mình lại mình phải tin tưởng người ta, mà mình lại đó mà cảm thấy mà có một cái luồng khí bên ngoài cũng như giống như cái cõi khác đó, là mình phải xin phép nè. Lại cũng như giống như mình lại một cái nhà ai đó, mình muốn xin cái gì là mình phải lên tiếng, mình kêu, mình hỏi người ta này kia, người ta mới cho. Chứ mình tự dưng mình phù lòng đại cái là người ta bắt lỗi mình. Cho nên lại cái cây đó mà có mấy cái dông gì đó, mình xin, mình thỉnh người ta đi, mời gọi người ta đi nơi khác. Nhưng mà đừng kêu liền, giống như người ta lại, thí dụ mà cái nhà mình mà ngay cái đường điện mà để di dời, hoặc là cái đường quốc lộ đi lại di dời, mình cũng có thời gian mới được. Cho nên nó quan trọng là đó, mấy cái đó mình di dời được là mình mới hết tiến hành làm. Hoặc là mình đổ thừa, mình bữa nay là tôi được, tôi bữa nay tôi bận rồi, hoặc là tôi mình không được khỏe, mai mốt tôi phải quay lại, là mình canh đó, mình xiết sao mà lại mình làm. Chứ mà không cho làm cũng không nên làm. Trước giờ có cây nào mà anh cưa không được không? Chưa. Nào giờ cây nào cũng cưa hết. Có nghĩa là ngày hôm đó mình làm không được thì mình sẽ quay. Mà cưa mà bây giờ ngồi lõm tõm trên đó có mình nên là cô bác với anh chị thấy cái nghề của anh Tùng lực biết cỡ nào rồi đó, nhìn thôi là đã đủ thấy là hiểu cái nghề nghiệp của anh Tùng. Cô bác với anh chị có thể nhìn từ dưới đất nhìn lên, ở bên đây là nhìn từ quay cam nha cô bác với anh chị, như một vua khỉ. Quá hay anh Tùng ơi. Tùng, anh cho em hỏi là cái việc mà cưa cây như thế á, thì nãy giờ em thấy anh cưa cũng khá là vất vả. Mỗi một cây như thế này anh cưa khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo cây, dạ. Cây tại vì tính tiền là nè, cây lớn, cây nhỏ, dạ. Cây khó, như cây dễ, dạ. Nó dễ, tại vì có cái nào là ăn cưa với chỗ quen khác, chỗ lạ khác, dạ. Chỗ quen nào mình có cưa rồi á, là mình cứ nương qua mình tự mình biết, mình vừa người ta, mình tính tiền. Còn những nơi lạ là phải mình ra lại mình thỏa thuận trước, dạ. mình hợp đồng, mình nói trước cho nó mít lòng trước đang làm sao, chứ tự nhiên cưa đã rồi cái thí dụ cái mình đổi nhiêu ta trả nhiêu đâu ta đâu chịu, phải nói giá cả luôn, nó cũng vậy đó. Đi còn quen thì dễ, rồi quen thì ở chợ sớm cưa nào dễ cưa giá đó. Mà không nói giá đó là mình ăn rẻ, không nói giá là mình thí dụ cái móc nó giờ thí dụ 500 này, không hỏi gì chứ lại ăn 400, 350 cũng được mà. Còn hỏi 500 thôi 499 háo nhiều đó, tôi không nói thấp nhiều được thôi, dạ. Nếu hỏi giá là phải nói chúng rồi, dạ. Dạ. Rồi cái chuyện tình cảm này nó tính sao, thu nhập từ cái việc cưa cây mà đủ sống gia đình của mình không anh? Nó nếu không có mắc nợ nào gì đó, với con cái ít đó, là cái nghề này nó ngon, nghề này thì nó ngon hơn nghề cu ly thợ hồ nè, dạ. Ngon hơn là chạy xe ôm nè. Nó nhàn nhã, tại vì mình làm chủ bản thân mình, không có làm thuê, làm giờ, làm khắc gì người ta vô phiền, yeah. Mình khỏe thì mình làm, mình mệt, nghỉ, mưa, nghỉ, nắng, nghỉ, không làm, yeah. Mà nhưng mà hai bao nhiêu như vậy thì tiền ít, mà mình có cố gắng thì mình tiền mới nhiều. Vậy thôi, cũng như mà trong một ngày mà 8 tiếng đó mà mình làm được 6-7 tiếng thì mình ok rồi. Chứ trong một ngày 8 tiếng đồng hồ đó mình làm chuyện 2 tiếng, mình lo mình đi chơi là không có tiền là phải rồi. Cái việc gì cũng phải cần cù, đúng rồi, nó cần cù, yeah. Mà nó vậy nó tận nhân lực nó chia thiệt mệt. Ôi, làm gì mới được, phải, yeah. Cố gắng mới hết sức mới được. Dạ, yeah. Vậy đó. Rồi, cảm ơn. Cái này, tại cái cây này đơn giản, cũng không nhiều tiền đâu. Dạ, yeah. Anh Tùng thì có những cái pha cưa cây mà phải nói là những cái cây vào thấy khó, thấy kẹt cho những cái người thợ mà ở những cái tỉnh khác, đôi khi cũng cần anh Tùng phải đến phải giải quyết mới xong cái công việc cưa cây đúng không anh? Tại vì mấy đồng nghiệp mà ở xứ xa là
là cũng đồng thời cũng cưa như mình làm, nhưng mà tại vì có cái là mình kết hợp từ hồi khi bé đó, làm lao động mà ở quê mình hoài biết mình áp dụng cái đó. Chứ hồi xưa cũng có cái chung có nghề giỏ tra truyền lợi đó, yeah. Với mấy ông mà cán bộ lão thành hồi xưa mà tiếp thu rồi đó, cũng như là sau Hòa Bình rồi đó, bắt đầu là ông già ông mới đưa tôi xuống dưới huyện cho đi học phổ thông, mà mấy ông kia ông thương ông bóc ông về giỏ không à, ông đi dạy tôi lắm, gần mà tôi nhớ dai lắm, cái gì tôi học rồi là tôi nhớ hoài, mình áp dụng nó lên, cho nên đu đeo cơ bắp rồi nó có là nó nhờ cái đó đó, nó nhờ từ cái hồi nhỏ mình tập luyện lên. Việc cái cơ bắp của anh Tùng, cơ bắp của anh chị có thể anh giật được không cái chỗ đó anh nhỉ? Cái gì này cái cơ nó dừng lên không dùng được, cái gì cái giật được là phải thả lỏng vậy, cái làm vậy thì là nó nhúc nhích thôi. Chỗ cái chỗ này á, chỗ này cũng là cái cơ mà thường chọc ghẹo mấy đứa nít rồi đó, cái hồ đầu con quýnh nhẹ vô cái tay chú của con, cái vỗ cái bạch thì hôi cho nhẹ nhẹ thôi con làm mạnh quá, sao sưng quá rồi vậy, cái nó hôi chết rồi sao chú, cái hồ con thổi lên hết cái là về làm xịn dù đó đọc ghẹo nó vậy đó, nhìn nó giỡn quay á. Ở trong giờ giải lao thì mình có nhờ anh Tùng chia sẻ thêm về cái công việc mà người cứ cây mà ít có người biết. Tại vì mình quay cây là những cái đại khái đơn giản thôi, tại vì bữa nay là không có cây lớn, cho nên là hẹn mọi người lại cái dịp khác gặp cây nào to mình thêm chứ mấy cây đơn giản mình quay lên đưa lên cái có khi nó ô ông vô khỉ hết cây cưa rồi, bữa nay cưa cây nhỏ dữ ha. Tại vì không phải là như vậy, mà tại vì nè lên lịch sẵn cái ngày hôm nay là cưa cho ai, ngày mới là của ai, mốt của ai, nó lên lịch hết rồi, nhưng mà chúng ngay cái ngày đó là phải chịu thôi. Chứ tự nhiên đang hứa đây mà đằng kia bên ngày mới có cây lớn, không lẽ bây giờ mình phải lại cây đó mình hồi người ta đây không được, đã hẹn rồi là phải chấp nhận chứ. Người ta nói mình cũng đâu biết cái cây nó ra sao, người ta hỏi Tùng ơi mới mày lại cưa cho tao 3-4 cây phượng nha, mày cưa tao 2-3 cây dừa, nhưng mình không biết nó độ cao bao nhiêu, mà không biết cái độ khó nó bao nhiêu, không lẽ mình mỗi lần kêu mà mình đi mấy chục cây số mình lại mình coi không, coi trước rồi hẹn dạ bữa đó cái lên lịch có cái điện thoại cái bóng bấm vô lịch đó, cái qua cái phần nhắc nhở ông nói tin gì bấm vô bấm vô đó để cho cái kịch đó là cái đoạn đó cái điện thoại để tôi coi lịch lại rồi tôi hẹn coi lại cái điện chú ơi vậy bữa rồi thứ bảy nha, qua bao kịch cho đó là mình vô lịch đầy lịch đó. Cái tới ngày mời cái mình sáng mình thức dậy cái mình đi sao bữa nay tới lịch ông rồi nghe không, rồi là mình tới đâu biết cây đó là như thế nào, cho nên là nó hỏi ủa sao mà bữa nay cưa cây nhỏ xíu rồi hết cây cưa hả, nhưng mà bữa nay là hứa cái vậy đó, nãy phân tách vậy đó là phải chịu thôi. Rồi chắc có lẽ là về cái việc cưa cây thì sau khi mình anh Tùng hoàn thành hoặc là thời gian giải lao tiếp theo thì mình sẽ nhờ anh Tùng chia sẻ thêm một số bí quyết trong cái nghề cưa cây. Tại vì trong cái nghề cưa cây người ta còn thường nói một cái câu mà nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá, đó là những cái câu mà phải nói là mình có nhiều trăn trở trong cái câu trong cái nghề á. Nó có cái là vậy nè, cái nghề đó là thường thường đó là cái nghề sắc xanh. Sắc xanh thì nó trong đó có nhân quả nghiệp báo. Thì cái nghề đó là mưu sinh, mình mưu sống hàng ngày thôi, nhưng mà tại vì cái nghề bà cậu chạy lưới bắt cá đó là nghề hà bá đó. Rồi nghề đốn cây là phá sơn lâm. Là tại vì sơn là núi, lâm là rừng, cho nên nó phá núi phá rừng, nhưng mà phá là phá cái chuyện nhỏ kìa, ví dụ lâu lâu đi phá 1-2 cây cái đâu đủ ăn, rồi có cái dương sông vậy đó, có người có cái chài là lệnh quán chấm quăng cái chấm liệu ngày thu hoạch bao nhiêu, nhưng mà giờ mình sắm cái tàu cho thiệt to đi ha, tàu mà sắt mà cỡ lớn công sức lớn rồi đó, sắm của như đồ nước ngoài hoặc là câu máy của Nhật rồi đó, là thu hoạch một ngày vậy là nuôi sống có khi là giải quyết cho công ăn việc làm cho nhân công bị cả ngàn người cũng có, là cái đó người ta giàu chứ phải nghèo đâu, tại mình đầu tư chưa tới. Hoặc cưa cây đi, mình sắm xe cẩu nè, xà lan nè, xe ủi nè, rồi xe mai nâng xe đồ nó rồi vô mà liên hợp luôn, kêu mà nó như là theo dây chuyền đó, cây cũng như giống như ở ngoài nước ngoài không, cái máy mà nó gấp vô cây là nó ép ngang cái nó ngã ra nó tuốt cái da hết trơn, cái nó phân ra nó rồi vét cái đứt cái nó đưa lên xe nó đi vậy, là người ta tiền tỷ chứ đâu phải là nghèo đâu, mà tại mình đầu tư không có tới. Rồi mình nói vậy, cái nghề nào không phải là cái nghề nào mà nó xấu, cái nghề nào sẽ tốt,
trừ khi mình ăn không ngồi rồi mới xấu thôi, chứ mình là trộm cướp rồi bạc này kia nó xấu ha, là không ai giúp đỡ mình thôi. Còn mình làm gì mình cố gắng làm hết đi, mà mình lỡ mình có thất bại rồi mượn tiền người ta cho, ơi thằng này nó làm nó cố gắng nó làm mà tại nó thất bại ta cho nó mượn. Còn mượn cho mượn tôi cá độ đá gà này coi, ôi ơi cái đội đi đó ta, cái bụi đội bóng nó dữ nha, theo đó đó ông cho tôi mượn đi, ông mà cho đúng không, cố gắng làm ăn ta mới cho. Cho nên bây giờ làm gì không có cái gì, cái nghề gì mà là hành nghèo hết, là mình có cố gắng hay không, là hoặc là nhiều cái nghề nó mới tạo nên cái xã hội loài người. Chứ ai mà bác sĩ hết trơn, ai bệnh nhân rồi tôi cưa cây hết trơn rồi, cây đâu mà cưa, rồi quan thế dung và ai cũng trồng cây hết trơn, mày đứng đúng cây rồi thành gần có đốn được cái cây bự mà trồng được cái con. Cũng như giờ không có thợ cưa mà làm sao mà cải tạo, cũng như là thanh lý mà mấy lô cao su ở miền đông mà hectare ta này hectare nọ vậy rồi ai cưa, nó phải có hết, có độ toàn bộ hết nó mới tạo nên cái xã hội loài người mình. Cho nên cái gì cũng phải cần hết, chứ mình đừng có chê ai thấy người lụm bột mũ với cho con ta con tóc của ta đó. Tại vì ta lụm như chứ có khi nào người ta bán không nhiều tiền nhưng mà bù lại được nó sạch môi trường. Nó làm gì đừng mình đứng cấp chậm á, cấp chậm mấy tội thôi, đừng đánh giá thấp người nào ha anh Tùng ha. Hoặc là người bán vé số á, bán vé số cũng là thu nhập hoặc là giúp cho nhà nước đó. cũng là một thành viên của xã hội chứ đâu có gì đâu là tệ. Cho nên không có, mình đừng chê ai hết, mình ai mình cũng trân trọng hết là tốt vậy. Rồi thôi không làm phiền anh cứ gây nó bây giờ.